Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo sửa đổi Nghị định số 81 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, thống nhất với các bộ liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định 81 sửa đổi trên chính phủ trước ngày 8 tháng 8 năm 2023. Nghị định cần sửa đổi theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu quản lý học phí. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu không tăng học phí năm học 2023-2024. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng về nội dung xây dựng, ban hành nghị định thay thế nghị định số 81 theo quy định, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12 năm 2023.